Rồi, các bác sĩ kính chào toàn thể mọi người. Tiếp tục với video hàng về trong buổi chiều ngày hôm nay. Hai cái thùng thóc Mỹ nó to vật vã luôn, SR4719X, cặp xúc kép combo của những cặp 4 số đầy X, ví dụ như là 4732X, 4733X, 4731X. Đó, những cái cặp full đôi của dòng tư thường, dòng đời X cao cấp. Loa đẹp cực kỳ luôn. Khang Minh review nhanh thôi bởi vì công việc rất là vội. Sau đó là sẽ kết nối cái combo BRX800 loa Acti để setup và trao trả em to trong Cà Mau. Cái loa gọi là khui ra thôi thơm phức luôn. Còn tem này. Và riêng cặp loa này các bác quý anh em nào quan tâm thì chủ động liên hệ sớm cho Khang Minh nhá, bởi vì rất có thể sẽ có chủ nhân rất là sớm. 2241 HBL tem đen từ 22 côn 100. Và cái khoảng giữa là cái khoảng thông hơi của cái model súp kép khủng này. Trên nóc này. Đẹp gọi là gần như không tì vết. Từng con ruồi đậu lên cái loa còn rõ một một luôn. Bên hông này. Tay sách. Đấy. Hơi bẩn một chút thôi. Đây phía sau nhá. Hùng ơi. Có lẽ là dựng cái loa lên. Vỉ cảm giác này. Dựng lên. Dựng lên để cho cái chữ nghĩa, cái vỉ cảm giác nó xuôi. Đấy. SR4719X. Đó, SRXG. Cái vỉ cảm giác to kinh khủng. Đây là phía chân áp đất này. Và thời tiết ngày hôm nay nó rất là âm u, rất là tối. Chiếc loa số 2. Đây, Khang Minh bao quát này. Đấy. Phía sau nhá. Con tem này. Con tem nó đang bị ngược. SRXCG JBL. Lỗ thông hơi này, thơm phức luôn. Wow, cái loa tím ngắt, ba khoang. Phía này nó ngược sáng. Chúng ta xem cái vỉ cảm giác này. Đấy, SR4719X Made in USA. Từng con ốc và từng cái chữ nghĩa. Rồi, Hùng ơi, dọn đi. Thế thôi. Rất là nhanh. Cặp xúc kép khủng đã có mặt. Cặp gần đây nhất Khang Minh về và cung cấp bác khách trên thành phố Bắc Giang thì phải. Và đây là cặp kế tiếp. Những ngày tới Khang Minh sẽ về hàng tiếp theo, ví dụ như là 4731X này. Và sẽ lên một cái video giới thiệu riêng cái combo của cái BRX500. Riêng cái dòng BRX500 thì là 512M, BRX515, BRX525, BRX535. Đấy, BRX518S súp đơn. Tất cả là liền công suất gram. Và riêng cái CG BRX500 thì nó là đời Mỹ lòi, củ bát, củ chép tương tự như là MRX515, MRX500. Nhưng mà củ toàn chạy củ đời Made in USA thôi. Đấy, một cái combo, một cái video mà Khang Minh sẽ về và khui gần như đủ của cái CG BRX500 đấy nhá. Và rất là đáng chơi bởi vì nó active ground. Hai nữa là đời Mỹ lòi. Thì cái cặp loa này các bác quý anh em quan tâm vui lòng liên hệ sớm cho Khang Minh. Khang Minh sẽ chụp một số hình ảnh đăng lên Zalo, Facebook nữa. Đây là phía trên này. Phía trên tay sách này. Bẩn nhá. Đấy, bẩn này. Cái lá cây, cái nhựa cây nó rơi vào nó bẩn nhá. Tay sách nhá. Wow. Chi tiết một chút, khoảng 1-2 phút nữa chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng cặp này. Nó to thì đây là cái bẩn này. Đấy, vết bẩn nhá. Hùng ơi, Hùng vật cái loa này xuống đi. Vật lằm xuống để chúng ta xem cái trên lóc loa. Đấy, nằm đi. Vật lằm xuống. Lằm xuống chúng ta sẽ thấy cái lóc loa bên trên. Đấy. Thấy chưa? Wow. Quay khoảng 1-2 phút nữa chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng nó. Mọi người thấy không? Gần như không tì vết. Đây một chút cái vết bẩn thôi. To như là cái thùng.
Mỗi một cái loa này trọng lượng khoảng tầm trên 70 cân, nhưng mà đóng gói và quy đổi của bưu cục thì là rơi vào khoảng chín mấy 100 cân. Wow. Rồi, Khang Minh xin chào thân ái mọi người và hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video tương tự kế tiếp lần sau nhé.